5 chiếc bánh mến chào anh chị em trên trang web Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi đăng thông báo về việc tạm ngưng đón quý khách hành hương lên linh đài núi Cúi như sau. Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi, giáo phận Xuân Lộc, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Thông báo số 34/2022/BXD/TTDMNG. Để có thể mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng, ngày 8 tháng 12 năm 2022, tại linh đài núi Cúi, Ban xây dựng Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi xin trân trọng thông báo. 1. Tạm ngưng đón quý khách hành hương lên linh đài núi Cúi. 2. Thời gian ngưng, từ thứ Hai, mùng 10 tháng 10 đến thứ Bảy, ngày 26 tháng 11 năm 2022. 3. Sinh hoạt hành hương và mục vụ nơi nhà nguyện tạm tại chân núi Cúi vẫn diễn tiến bình thường. Trân trọng thông báo. Núi Cúi, ngày 1 tháng 10 năm 2022, bức tượng Đức Mẹ Núi Cúi cao nhất Việt Nam, với chiều cao khoảng 50 mét, bao gồm khối đế. Tượng Đức Mẹ Núi Cúi được đặt trên đỉnh núi Cúi, quay lưng về Hồ Trị An, mắt hướng về giáo phận Xuân Lộc. Hiện nay, nhờ công trình tượng Đức Mẹ Núi Cúi mà Đồng Nai là tỉnh ở Việt Nam sở hữu bức tượng Đức Mẹ cao và bề thế như vậy và là bức tượng Đức Mẹ cao nhất Việt Nam. Đế tượng lớn nhất có đường kính rộng là 66 mét, bao gồm tầng trệt và tầng ngắm cảnh. Có chiều cao là 7 mét tính từ mặt đất. Đế tượng ở giữa có đường kính rộng là 19 mét, có chiều cao là 5 mét. Tính từ mặt đất lên đến đế giữa này có tổng chiều cao là 12 mét, đế tượng nhỏ dưới chân tượng Đức Mẹ có chiều rộng là 10 mét và chiều cao là 5 mét, tổng phần chân tượng Đức Mẹ có tổng chiều cao là 17 mét. Tổng chiều cao tượng Đức Mẹ là 33 mét, được tính từ chân tượng Đức Mẹ đến đỉnh đầu tượng. Chiều ngang nơi rộng nhất của thân tượng có chiều rộng là 9 mét. Từ tháng 2 năm 2022, khu trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi đã bắt đầu mở cửa cho khách đến hành hương vào các ngày cuối tuần.